Xin chào tất cả các bạn. Vậy là đã qua một ngày 27 tháng 7. Ngày hôm nay là ngày 28 tháng 7. Vì nó vẫn còn những cái dư âm của ngày thương binh, cho nên một số các bạn vẫn tiếp tục kết bạn trò chuyện với tôi. Đặc biệt có một bạn rất lịch sự, bạn ấy nhắn tin kín với tôi và trò chuyện hỏi với tôi rất dài. Bạn ấy đặt những câu hỏi. Trước khi bạn đặt những câu hỏi, bạn ấy còn xin phép trước. Với điều kiện bác thật vui vẻ thì bác mới trả lời cho cháu, để cho bọn cháu được biết. Vậy tôi làm cái clip này để trả lời câu hỏi của bạn. Tôi xin đọc nguyên văn câu hỏi của bạn đấy. Xin phép hỏi bác, mục tiêu của bác ngày xưa đi bộ đội để làm gì? Và bây giờ bác được cái gì và mất cái gì? Bác có thể kể cuộc đời bác cho con cháu nghe để rút kinh nghiệm về sau. Bác bây giờ bác làm gì với sức khỏe của bác hiện tại để làm ăn và nuôi dưỡng tổ ấm của bác? Cháu nghe đâu thấy bác vẫn còn rất bé. Tôi xin trả lời với bạn như thế này. Như tôi tâm sự với bạn, các bạn, là lúc tôi ra đi bộ đội, trong cái hoàn cảnh của tôi là gia đình tôi rất khó khăn. Bố mẹ tôi có thể nói là cũng không công ăn việc làm, và ngày đó làm nương ba cọc ba đồng. Đấy. Chính vì thế gia đình khó khăn cho nên là ông bố tôi thường xuyên bị căng thẳng thần kinh. Và ông bố tôi có những cái xung đột với bà mẹ tôi, cho nên ông bố tôi đã bao nhiêu những cái uất ức nên bà mẹ tôi thì đều đổ lên đầu các con. Và cụ thể là tôi, lúc đó tôi lớn nhất trong gia đình. Thằng em ruột tôi, kém tôi 4 tuổi, nó cũng bị trong cái hoàn cảnh 13, 14 tuổi đã phải ra đường đời để sinh sống. Anh em chúng tôi ngày đó lang thang, hàng ngày đi lên đầu cầu Long Biên để xin ẩn những cái xe rau lên dốc cầu Long Biên để hy vọng người ta cho tiền để mua cái bánh mì ăn qua ngày. Có những hôm chúng tôi không xin được việc làm, chúng tôi phải đi vét đĩa để sống. Những cái cửa hàng như chợ Mơ, Đồng Xuân, Bắc Qua là những nơi mà tôi đứng tôi trực chờ người ta ăn xong là chúng tôi lao vào để ăn những cái cơm thừa để sống qua ngày. Mặc dù bố có mẹ có, tôi đã trưởng thành bằng những bát cơm ở ngoài đường. Họ hàng có nhưng hoàn toàn tôi không được nhờ. Tôi có một ông bác ruột, mỗi một lần đói quá tôi về nhà bác, bác cho ăn một bữa. Sau bác bế ra bến xe và xe bảo lái xe chở tôi trở về bến xe ở bên Long Biên, ngày xưa gọi là bến nữa, thả tôi đấy. Vậy tôi lại lang thang ở Đồng Xuân, lại đi vét đĩa để sống. Chính vì cái đói khát của tôi cho nên đến ngày gần đến ngày đi bộ đội, tôi đã tình nguyện đi bộ đội. Chứ tôi cũng chả có ý tưởng gì cả. Nhưng cái đi bộ đội đó, nó chẳng may đúng vào thời điểm chiến tranh và loạn lạc. Với một cái thời gian trước nữa, năm 72, ông bố tôi đi bộ đội về. Ông hay lẩn mẩn ở nhà, đầu giường ông lúc nào cũng để cái đài. Tôi nhớ là cái đài Z808. Ông để cái đài, ông luôn nghe những cái đài tiếng nói Việt Nam. Luôn luôn nghe những cái bài hát, những cái lời văn ca ngợi Đảng, ca ngợi đất nước xã hội chủ nghĩa, ca ngợi những chính sách của Đảng. Tuyệt vời. Chính vì vậy nó đã thôi thúc tôi ra đi bộ đội để cầm súng, để đi chiến đấu. Đấy là những cái mà động cơ của tôi đi bộ đội. Chứ tôi cũng không có ý tưởng gì. Lúc đấy các bạn
bạn bảo 17 tuổi hiểu gì về cách mạng, hiểu gì về chính trị đâu. Hoàn toàn không hiểu. Chính vì vậy, cho nên là để trả lời cho bạn rằng là cái mục tiêu của chúng tôi về đi bộ đội không có mục tiêu gì cả, ngoài đói ăn quá. Sau khi nhập ngũ thì chúng tôi mới vào đến đơn vị thì chúng tôi mới được ăn. Mà lúc đó được ăn bao bo là sướng lắm rồi. Tiếp tục, tôi lại trả lời tiếp cái câu hỏi của các bạn. Và bây giờ bác được cái gì và mất cái gì? Tôi xin trả lời với bạn. Sau khi đi bộ đội về mấy năm, có thể nói hàng chục năm, cái chế độ thương binh nó rất rẻ mạt, không được cái gì cả. Nhưng theo luật ấy, là thương binh được hỗ trợ nhà ở, thương binh được tạo công ăn việc làm, thương binh được bảo hiểm y tế, thương binh đẻ con ra thì con được miễn tiền học. Thì tôi trả lời từng phần cho các bạn nghe. Bây giờ thương binh được tạo công ăn việc làm gì bây giờ? Với cái thân tàn ma dại, hai chân thì liệt, cơ thể người ốm đau thì ai người ta nhận? Cơ quan nào người ta nhận? Đấy là những cái văn bản rằng là tạo công ăn việc làm cho thương binh về là hoàn toàn không có. Có luật nhưng không áp dụng được. Đấy là câu chuyện thứ nhất là tạo công ăn việc làm. Bảo hiểm y tế, thương binh đúng được một cái thẻ bảo hiểm y tế, nhưng cái thẻ bảo hiểm y tế đó đi khám, tôi nói đến bảo hiểm y tế thì tôi nói ra thì các bạn hiểu rồi, nó chỉ là một cái bảo hiểm cho chết thôi, chứ không thể tồn tại được trong cuộc sống. Ngược lại, nếu tôi có tiền mà tôi muốn đi mua một cái bảo hiểm cho tôi chẳng hạn, tôi cũng không thể đi mua được. Vậy giữa cái bảo hiểm của chúng tôi cho chế độ chính sách như anh em chúng tôi là hoàn toàn cũng không thể khả thi. Nó bị ở một cái mức độ là treo. Tại sao tôi nói treo? Tức là đi khám thì có bảo hiểm, mà đi mua bảo hiểm thì không được mua nữa, là vì bị thương tật. Không ai người ta bảo hiểm cho những người bị thương binh cả, bị tàn tật cả. Đấy, nó bị treo. Thế còn chế độ miễn tiền học cho con, các bạn biết đấy, đi vào học các cấp, các lớp, cái tiền học miễn ấy, nó chỉ là 10.000 thôi. Nhưng cái tiền mà xây dựng trường rồi ABCCD nó nhiều lắm. Mà mỗi một lần mà đi để mà đi đóng dấu để mà được miễn cái tiền đấy, riêng cái đoạn tiền đi photo với riêng cái đoạn tiền để đi chụp ảnh với riêng cái đoạn tiền đấy, nó bằng bố cái tiền mà để được miễn tiền học rồi. Nó cũng không có khả thi. Chính vì vậy, các bạn nào mà có bố thì là thương binh, các bạn nào mà đã có cái hoàn cảnh trong gia đình thương binh chính sách thì sẽ càng thấu hiểu cái chuyện này hơn. Vậy thì cái chế độ thương binh đối với chúng tôi bây giờ cũng chả được cái gì cả. Nhà cửa như tôi bây giờ cũng chưa. Tôi lại phải đi mua lại của một người được phân nhà chính sách. Ngày đó tôi có tiền, tôi lại đi mua lại của những người có chính sách để ở, có chính sách, có tiêu chuẩn để bán ra để mình mua để mình ở. Đấy. Như vậy nhà cũng chưa được. Đơn cử như ông bố tôi, năm nay ông 90 tuổi, ông là thương binh. Đến bây giờ ông chưa được cấp nhà. Và hiện tại bây giờ ông đang ở nhà của con, mà lại nhà của con rể, mà chính con rể lại là một đối tượng vượt biên ra bên Na Uy để sống. Và bây giờ nó gửi tiền về để nó mua nhà cho ông ạ. Như vậy trong hoàn cảnh của gia đình nhà tôi, ông bố cũng không được và bản thân tôi cũng không được hưởng bất kỳ một cái chính sách chế độ gì của thương binh, ngoài cái tiền hỗ trợ trợ cấp thương tật và hỗ trợ cái chân giả ATEN. Bạn hỏi tôi thì tôi cũng rất chân tình trả lời cho các bạn biết cái câu chuyện của chúng tôi nó là như vậy, để các bạn thấu hiểu thêm cho cuộc đời của các bạn, để các bạn rút kinh nghiệm. Bạn ấy còn nhấn mạnh một câu hỏi sau: bây giờ bác làm gì với sức khỏe của bác hiện tại để làm ăn?
và nuôi dưỡng tớm của bạn. À, như bạn đã biết, gia đình tôi tan vỡ. Tan vỡ thì cũng có nhiều lý do, mà chính tôi cũng đã có một cái hoàn cảnh sống không cha không mẹ, không gia đình mặc dù có. Cho nên tôi thấu hiểu khi một gia đình bị tan vỡ, các con sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Tôi thì cũng làm được một cái nhà 2 tầng ở khu vực Thanh Xuân. Khi vợ chồng chúng tôi chia tay, tôi đã để lại cho các con và vợ, để lại hết. Tôi ra đi, tôi mang đúng một cái xe 3 bánh đi để ra đường để kiếm ăn. Và một cái bộ bàn ghế salon. Vì sau cái bộ bàn ghế salon tôi bị một thằng nó lừa nó lấy mất. Thế còn cái xe 3 bánh thì do tôi để ở nhà, thì con tôi nó đi, nó lấy, nó đi chở. Và về sau này xe cũng bị tịch thu. Tôi muốn tâm sự với các bạn để cho các bạn thấu hiểu rằng những cái người tàn tật bây giờ sau cả những năm dài đi chiến tranh để bảo vệ tổ quốc, để được đất nước được độc lập tự do theo như trên giấy tờ, các bạn có biết rằng tất cả các đơn từ các bạn có viết rằng là không có gì quý hơn độc lập tự do đấy. Đấy là những cái lời lẽ đầu tiên của tất cả những cái đơn từ. Thì tôi cảm thấy tôi không được tự do và tôi cũng không được độc lập. Không có gì cả. Đúng là không có gì độc lập tự do cả. Không có gì độc lập tự do. Và đến bây giờ là trong hoàn cảnh thân tàn ma dại, đi kiếm ăn, nê nết kiếm ăn ở bằng đủ mọi việc ở trong cái xã hội này. Các bạn nên nhớ rằng các bạn còn sức khỏe 2 chân 2 tay. Các bạn làm ăn ở trong xã hội này nó đã khó. Còn những người mất chân mất tay, những người bị yếu sức khỏe thì nó sẽ còn khó như thế nào. Tôi nói vậy để cho các bạn hiểu. Cũng rất may tôi có một chút cái kiến thức ngày xưa gọi là thông tin ấy. Thông tin thì ngày xưa nó đã có vi tính đâu. Thời gần đây nó mới có vi tính. Nó cũng có cái may cho tôi. Tôi tìm hiểu sớm. Tôi biết được Facebook. Tôi biết được YouTube. Tôi biết được Google. Tôi học hỏi ở trên mạng. Và tôi cũng đã trở thành một người, tôi có thể nói rằng là sử dụng máy vi tính được. Và làm những cái bộ phim như thế này được. Ngày xưa để mà có được những bộ phim như thế này là phải đi thuê truyền hình. Họ làm mất rất nhiều tiền. Không ai làm không cho mình được. Nhưng đến bây giờ tôi cũng có thể tự làm được. Thế thì chính những cái clip như thế này nó cũng đã góp phần trong cuộc sống của vợ chồng tôi. Tôi không có điều kiện để đi dã ngoại bằng những cái khu vườn của mình. Ví dụ như nhà tôi ở rừng, ở núi, tôi sẵn sàng quay những cái cảnh rừng núi cho các bạn. Chứ tôi không có điều kiện đó. Có một số bạn trẻ bây giờ ở vùng quê, họ quay những cái hình ảnh ở quê hương của họ thôi. Họ cũng có thể kiếm tiền ở trên YouTube để cho các nhà quảng cáo vào, để quảng cáo ở trên những cái bộ phim của người ta. Và sau đó thì các bạn đó sẽ được YouTube họ trả một cái ít xì tiền nào đó. Tôi nói vậy để cho các bạn hiểu rằng là cũng nhờ tôi bị mất đất, mất nhà, tôi đấu tranh ở trên mạng. Và rồi bây giờ tôi đã trở thành một cái nghề kiếm tiền ở trên mạng. Tôi kiếm tiền ở trên mạng, nói thật ra thì cũng từ năm 2001 cơ. Đến bây giờ thì chính là 17 năm nay rồi. 17 năm kiếm tiền trên mạng. Có điều kiện tôi sẽ kể tiếp cho các bạn cái hành trình kiếm tiền ở trên mạng của tôi nó gian truân như thế nào cho các bạn. Các bạn hãy chia sẻ cái clip này cho mọi người cùng xem. Và các bạn hãy đăng ký để nhận được những cái clip mới của tôi. Xin cảm ơn các bạn. Anh đến tuổi thanh niên khi biên giới phía Tây Nam còn đầy sương mù. Anh dám vượt hàng lục để lên đường bảo vệ tổ quốc. Thank you.
của người đang được chữa lành, nhưng thương tật ở lại vĩnh viễn với hàng trăm mảnh đạn nằm trong người. Long là thương binh được trở về Hà Nội. Thật ra thương binh Huỳnh Xuân Long chưa một ngày bị bỏ rơi, nhưng anh đã rơi vào một quê hương Hà Nội vốn khó của một thời khốn khó. Đó là phần tồn động cuối cùng của cơ chế bao cấp của sự nhiều kiệt sau chiến tranh lâu dài. Long tình nguyện trở về với cuộc sống đời thường, bươn bạc từng ngày, khốn khổ trăm bề, xoay vòng trăm việc, và chỉ ngần ngại chối từ biệt